Giải mã tiếng hô Ura hùng hồn, uy lực nhất thế giới của quân đội Nga. Kết thúc bài phát biểu ở lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hôm 9 tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã hô lớn Ura, Ura. Tham gia duyệt binh có hơn 10.000 quân nhân thuộc tất cả các loại hình và binh chủng của lực lượng vũ trang Nga, hơn 100 đơn vị thiết bị quân sự, 72 máy bay, cũng như các đơn vị của các cơ quan công lực khác. Tổng thống Putin đã có bài phát biểu tri ân những anh hùng và các cựu chiến binh trong cuộc đấu tranh chống phát xít. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin hô vang từ Ura. Hàng triệu người trên thế giới đã theo dõi buổi lễ duyệt binh được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông. Nhiều người thắc mắc, Ura nghĩa là gì mà trong các ngày lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ, các binh sĩ Liên Xô ngày xưa và Nga ngày nay thường hô lớn. Có rất nhiều giả thiết về nguồn gốc và ý nghĩa của từ Ura. Nhưng tổng hợp lại, chúng ta có thể thấy Ura là từ mang đặc trưng của quân đội Nga-Liên Xô. Ura được sử dụng rộng rãi trong các trận đánh của Hồng quân Xô Viết trong Thế chiến II, trong các cuộc duyệt binh tại quảng trường đỏ. Ura biểu hiện cho sự uy lực, kêu gọi đồng đội hành động cương quyết, tiến lên làm cho quân thủ kiếp sợ và giành chiến thắng. Từ Ura mang đầy sắc thái ý nghĩa tinh thần, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ, góp phần quan trọng vào các chiến thắng vĩ đại của quân dân Xô Viết trong các trận chiến. Cũng nhân ngày chiến thắng, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra tại một số nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, cũng như tại nhiều nước trên thế giới. Trước đó, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo các nước nhân 72 năm ngày chiến thắng. Trong đó, ông nhấn mạnh, ngày chiến thắng là sự kiện thiêng liêng và biểu tượng cho tinh thần yêu nước bất diệt của thế hệ cha ông đã sát cánh chiến đấu trên chiến trường, cũng như lao động hy sinh tại hậu phương để giải phóng Tổ quốc và toàn nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít. Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng, một cuộc đấu tranh chung chống lại bất kỳ âm mưu bóp méo lịch sử, biện minh cho chủ nghĩa phát xít và quốc xã nào sẽ là hành động biết ơn và kính trọng cao nhất dành cho các chiến sĩ giải phóng. Năm 2016, đích thân Tổng thống Putin đã mang ảnh ông mình tham dự tuần hành với Trung đoàn Bất tử. Cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử năm nay được tổ chức không chỉ trên mặt đất mà cả trên không. Khoảng 10 máy bay hạng nhẹ sẽ bay dọc bờ sông Amur ở Khabarovsk, mang theo ảnh các phi công chiến đấu đã sinh ra, phục vụ hoặc làm việc tại vùng này. Đội nhảy dù cũng mang theo ảnh chân dung 14 liệt sĩ thời chiến tranh vệ quốc khi hạ cánh xuống khu vực bia tưởng niệm Vinh Quang. Nhân ngày chiến thắng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chúc mừng tất cả các cựu chiến binh và binh sĩ quân đội. Ông khẳng định, ngày 9 tháng 5, vĩnh viễn đi vào lịch sử thế giới như biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước. Và sức mạnh tinh thần của nhân dân Nga đã vượt qua cuộc chiến tranh tàn khốc và đẫm máu, không chỉ để bảo vệ tự do và độc lập của quê hương, mà còn giải phóng cả châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít.